bên em về thêm con xe này. Bác lý cho em con xe này của em nó là số tự động và nó là nhập khẩu các bác nhá. Các bác nhìn xem, em quay luôn cho các bác mình xem ngay lập tức về cái cần số của chiếc xe. Các bác nhìn này, cần số mới chưa, những cái gai ở cần số của xe còn nổi lên rất là cao đúng không ạ? Cần số tự động các bác nhá. Vô lăng cũng vậy, vô lăng cũng rất mới luôn. Em sẽ quay cho các bác xem chỗ này trước. Đấy, các bác nhìn nhá, đẹp chưa ạ? Và điều hòa của xe là điều hòa auto. Đây, điều hòa auto, đây các bác nhìn nhá. Đấy, điều hòa auto mắt cực kỳ luôn. Bật số 1 thôi là cũng đã rất là lạnh rồi. Có màn hình, có camera lùi, có sấy sưởi ghế ở hai bên. Đấy. Và đây, sấy kính các bác nhá. Có túi khí an toàn được nằm ở giữa vô lăng. Trần của xe được thiết kế là trần nỉ. Đấy, ghế da. Thông tin của xe đây. Đấy, con xe được mang tên là Kia Morning. Sản xuất năm 2008 nhá. Đây, số 8 đây ạ. 2008, số tự động nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc về Việt Nam với động cơ máy 1.0 cực kỳ là ít xăng. Chỗ này có gương kính điều chỉnh điện và các bác nhìn xem những cái nút bấm, những cái nút bấm này đẹp chưa ạ? Không hề bị mòn. Những cái đồ nhựa ở tất cả những phần tắp đi cánh cửa của xe cũng vậy, còn rất là mới luôn. Và thực sự là một con xe cực kỳ là chất so với từ đâu. Mà ít khi em mua được con xe nào mà lại còn chất như thế này nhá. Đặc biệt giá tiền chỉ loanh quanh 200 nùi thôi là các bác đã có thể mua rồi. Đấy, để cho các bác với cái giá cực kỳ là yêu thương và hợp lý, các bác hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện bên em để chốt giá đẹp nhất cho con xe này. Giá bên em đưa ra là có thương lượng nhá. Và giá tí em cũng sẽ nói cho các bác mình biết sau. Các bác đợi em chút, các bác cứ xem xe đi, tí em sẽ nói giá nhá. Đây các bác nhìn xem này, một con xe cực kỳ là chất so với đời luôn đúng không ạ? Cặp đèn pha của xe còn rất là trong. Đấy, trong vắt luôn, các bác nhìn xem, trong vắt luôn. Lốp của xe còn cực kỳ dày, la dòng đúc nguyên bản theo xe. Phanh đĩa, phanh ABS các bác nhá, xinh nhan trên gương có thứ đầy đủ. Một với cái sơn là màu xanh, một cái màu khá là dễ nhìn, một cái màu mà em thấy các chị em phụ nữ rất thích. Và con xe này của em được một cái ưu điểm nữa là mang biển Hà Nội tên tư nhân các bác nhá, quá tuyệt vời luôn, biển 5 số rồi. Đấy, cặp đèn pha các bác nhìn xem, đẹp chưa ạ? Từ cái mặt nạ ga lăng nữa đúng không ạ? Đấy các bác nhìn xem. Đấy, máy số rất ngon các bác nhá. Đây các bác nhìn này, đăng kiểm tháng 12 năm 22. Xe các bác mua về không phải làm gì, có một chút sơn tí em sẽ cho các bác xem. Nó có một chút sơn nó hơi xước một tí các bác nhá, tí em sẽ quay các bác xem. Đấy. Cặp gương này các bác nhìn này. Đấy, có xinh nhan ở trên gương này. Lẹp kính này các bác nhìn xem này, không cong vênh gì này. Đấy. Kính của xe bọc dán rồi, kính của xe là không bị xước các bác nhá. Em đang quay cho các bác mình xem đây. Đấy, và cũng giới thiệu luôn với các bác, hiện tại bên em đang có thêm 3 con nữa. Đang có thêm 3 con nữa các bác nhá. Một con màu trắng và hai con là màu xám đông chuột. Hiện tại là đang có là 4 con tổng, tất cả đều là số rộng, đều là nhập khẩu bản SLX hết các bác nhá. Đấy, con này của em thì nó cũng nó khác một chút so với con kia là độ rất của nó là độ rất là màu ghi và là màu đen. Những con xe kia của em nó là màu màu đen các bác nhá. Na răng của xe thì nó hơi khác một chút. Đấy, nhưng mà con xe này thì nó lại rẻ hơn các bác nhá, nó lại rẻ hơn tương đối nhiều. Rồi bây giờ thì em mời các bác xem chi tiết về con xe Kia Morning này của bên em. Quan tâm gọi điện bên em, gọi điện cho bên em để chốt giá đẹp nhất, sẽ có giá ok nhất cho từng chiếc xe, từng mẫu xe các bác nhá. Số điện thoại tí em đọc sau, các bác đợi em chút. Đây em quay cho các bác, cho toàn thể các bác xem kỹ luôn về chất lượng của con xe này. Các bác nhìn này, mới chưa này. Đấy, tất cả những đồ nhựa của xe nó đẹp căng như thế này luôn này. Thậm chí là những con xe đời cao hơn không đẹp bằng nhá, khẳng định với các bác là như vậy. Là những cái đồ nhựa này. Đấy, những cái đồ nhựa này đẹp chưa? Đấy, tất cả những công tắc phím bấm điều hòa của chiếc xe này không bị mòn cái nào cả này. Chỗ này có cổng điện ra 12V. Rồi có cổng nghe nhạc AUX đây. Đấy, củ số thì vừa em cũng quay cho bác mình xem rồi. Chỗ này có một cốp đồ nhá. Đấy, có một cốp đồ. Có khóa khiển nhá. Có khóa khiển đàng hoàng hết. Đây, đồ nhựa đây các bác nhìn xem này. Đây, củ số vô lăng mà nó đẹp như thế này thì các bác biết được chất lượng của xe đi ít thế nào rồi đúng không ạ? Cực kỳ là ok luôn. Chỗ này có một cái mic này, gương chống chói này. Đấy, đây là cái che nắng các bác nhá, khung sườn vách cửa thứ là không mục mọt gì đâu. Đôn vỏ của xe đẹp nguyên các bác nhá, gỗ kêu loang quang. Đây,
Và các bác nhìn xem những cái vách cửa của xe nó chưa bị xấu kém này, chưa bị bận những con bu lông này, các bác nhìn xem này. Đấy, sàn bọc da rồi các bác nhá. Có lót thảm trải sàn ở trên nữa rồi các bác nhá. Các bác thấy chiếc xe này ok không ạ? Các bác đã thấy con xe nào mà nó đẹp hơn con xe này chưa ạ? Rất ít đúng không ạ? Rất ít luôn, khẳng định với các bác là cực kỳ ít. Những con xe Kia Morning với cái đời này mà đẹp như này là cực kỳ ít các bác nhá. Sẽ rất ít. Đây, keo chỉ của xe là vẫn còn nguyên đây. Cam kết cho toàn thể các bác yên tâm. Những vấn đề này là vấn đề tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích, giấy tờ, pháp lý, cái thứ được là bên em sẽ đảm bảo cam kết sai nhận lại xe, hoàn lại 100% tiền cho các bác nhà mình các bác nhá. Các bác yên tâm chưa? Về là các bác không phải làm gì đâu, dùng luôn đi ngay thôi. Đấy, không phải làm gì hết các bác nhá. Xe đẹp tuyệt đối luôn. Đây các bác nhìn xem những cái đồ nhựa ở cái phần tắp đi cánh cửa này. Đấy, có nó phải là thực sự là đẹp. Bốn kính điện lên xuống bình thường, êm ái nhẹ nhàng các bác nhá. Cửa hiện tại em đang mở ra đây. Và tôn vỏ của những cái dòng xe nhập này các bác lưu ý cho em là cực kỳ dày và rất là cứng, rất là chắc, rất là bền. Đấy, chạy cũng sẽ chắc hơn rất là nhiều so với lại những bản nhập các bác nhá. Tất nhiên cái form này nó sẽ có bản Việt và bản nhập. Đấy, nhưng mà các bác mình nếu mà mình hiểu về xe thì mình cứ chơi cho em cái hàng nhập. Nó có thể giá cao hơn một chút nhưng mà chạy nó sướng và đồ nó bền các bác nhá. Đấy, đèn đây, đèn rất là mới này, SLX các bác nhá. Đấy, kính của xe vẫn là tính zin đây các bác nhìn xem này. Đấy, xe đẹp. Và có cảm biến phía sau đây, cảm biến đây và camera lùi đây các bác nhá. Xinh nhan này, rồi đuôi gió này, ok đã. Đấy các bác nhá. Cốp sau đây đựng đồ thoải mái, khoang hành lý đây. Những cái phần váng nước và những phần bách cửa em quay cho các bác xem thì các bác thấy là nó sáng như thế nào đúng không ạ? Rất là sáng đẹp luôn. Đây các bác tiếp tục cùng xem cho em một số những vị trí nữa. Và đây nhá, các bác về mình làm cho em một tí góc sơn này, hay là để bên em làm cho cũng được. Làm chỗ này hết có tầm khoảng 200-300 nghìn thôi, 200 nghìn thôi là cái phần góc ba đường sốc này nó sẽ không bị xước nữa. Đây, người ta đi nó bị quẹt, nó bị xước như thế này nhá. Và làm thì rất đơn giản, chỉ mất 200-300 nghìn thôi là xong các bác nhá. Rất là đơn giản và rất là rẻ luôn. Đây các bác xem nhá, phần mép vách cánh cửa này, lòng trong sơn xi rất là sáng bóng đây. Sơn zin luôn các bác nhá, tem mát cứ vẫn còn nguyên này. Đấy, gioăng cửa đẹp này. Ok ạ. Xe mua chính chủ, nữ sử dụng. Đấy, đi chỉ đi làm thôi, đi làm quanh nhà thôi các bác nhá, không đi xa. Đây. Số đẹp đúng không ạ? Đấy, ở đây thì nó hơi bụi bám tí, em lau cái này hết thôi các bác nhá. Đơn giản lắm. Xe mới lên về. Em mới rửa qua bên ngoài là đã quay luôn rồi. Chỗ này nó còn hơi bám bẩn một tí, cái này lau lên là hết này các bác này. Đấy, em vẫn để nguyên các bác nhá. Nếu cẩn thận thì lau sạch sẽ đi thì nó sẽ tốt, nó sẽ ok hơn đúng không ạ? Tất nhiên là sẽ ok hơn. Các bác gọi điện cho bên em theo 3 số điện thoại hotline 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương để test và kiểm tra xe. Những cái mẫu bên em đang có rất là nhiều xe, hơn 100 đầu xe cho mình tham khảo. Bác nào chưa đăng ký kênh của bên em, đăng ký kênh luôn để đồng hành bên em trong những video tới các bác nhá. Ngày nào cũng đưa lên tầm khoảng 3 đến 4 mẫu video cho mình tham khảo luôn, rất là nhiều xe đăng lên. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang của bên em nhá. Rảnh tay nhấn like như này, nhấn like và nhấn chia sẻ ủng hộ em nữa. Xin cảm ơn bác rất là nhiều luôn ạ. Em quay kỹ phần tắp lô tắp ly cho toàn thể các bác mình ngắm làm sao kỹ nhất. Đây các bác nhìn này. Đấy. Quá đẹp luôn. Gioăng cửa này. Đấy. Khung cánh cửa này các bác nhìn xem này. Vách cửa này. Đấy. Chỗ kia thì em quay rồi đúng không ạ? Vâng, nội thất em quay xong rồi. Quay cho các bác xem phần vỏ. Đây nhá, phần vỏ bẻ của xe đây. Đấy, thân vỏ của xe là căng đều đẹp luôn. Căng đều đẹp luôn các bác nhá. Không lỗi về thân vỏ đâu các bác nhá. Đây, mời các bác này. Đây, đây.
xe đẹp, đẹp cả xe luôn. Em mời các bác xem gầm luôn đây. Đây gầm đây các bác nhá. Đấy, đây. Kiểu nó hơi bẩn bẩn một chút thôi, hơi bám bụi bẩn thôi con nhá. Máy số gầm sàn em cũng sẽ quay luôn. Các bác gần xa ở bất cứ đâu trên toàn quốc đều có thể mua xe được. Vì bên em chuyển xe vào tận nơi cho các bác được mà. Đợt này bán vào trong miền Nam rất là nhiều luôn các bác ạ. Bên em cho lên xe lồng nhá. Và chở vào trong hỗ trợ hồ sơ vận chuyển luôn. Hồ sơ để các bác về ra tên. Có nhá, hồ sơ ở bên em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho các bác. Về các bác chỉ việc bấm biển thôi. Rất đơn giản và nhanh luôn. Và ship xe thì đơn giản rồi đúng không ạ? Đây nhá, đây là capo này. Còn đây là khoang máy này. Máy sạch sẽ sáng. Da máy của xe rất đẹp. Bên em kiểm tra máy số rồi. Máy số ngon các bác nhá. Số của xe thì ok. Yên tâm về máy và số, tí tiền nhưng mà vẫn phải là ngon các bác nhá. Xe kém, xe lỗi, xe lát là bên em không nhập, không mua. Thị trường nhiều xe đẹp, tội gì phải nhập xe xấu làm gì đúng không ạ? Từ trước đến bây giờ bên em nó là như thế rồi các bác nhá. Tôn vỏ đây, sơn xi đây, bác xem. Quay bằng một chiếc điện thoại bình thường thôi là các bác đã có thể nhìn thấy xe của bên em nó như thế nào rồi, cho anh thôi, thầy coi nhìn nhá. Xe đẹp, xe ok, về đi luôn, dùng ngay, không phải làm gì đó. Sơn bên em cho làm luôn cũng được, sau video này em cho làm sơn luôn để các bác mua về đi ngay nhá. Dạ vâng, video này thì em đã giới thiệu và quay xong cho bác mình rồi. Đấy, bên em đang bán có giá là xít 200 triệu các bác nhá. Đấy, nói chung là cũng xít 200 triệu. Và giá thì đưa ra như vậy là vẫn còn thương lượng. Đấy, 199 triệu đi. Đấy, nhưng mà vẫn còn bớt nhá. Bác nào quan tâm alo em bớt thêm cho. Đấy, bớt cho bác về bác tao lấy tiền đi lại chi phí các bác nhá. Xin cảm ơn bác rất là nhiều. Các bác hãy nhanh tay gọi điện bên em để bên em bán cho các bác chiếc xe này, sang tên đổi biển công chứng ủy quyền, rút hồ sơ là bên em sẽ hỗ trợ cho các bác để các bác về ra tên. Rồi vận chuyển nữa bên em cũng hỗ trợ luôn các bác nhá. Vâng, thế thôi. Em xin được tạm dừng video này ở tại đây. Gặp lại các bác vào chương trình video lần sau. Mình hãy nhớ quay trở lại video và ủng hộ em nha các bác.